Xin chào các bạn đã đến với kênh Tin học sao Việt. Trong video này, mình sẽ giới thiệu cho bạn một tính năng AI giúp bạn có thể phác họa ý tưởng bản vẽ mong muốn, có thể là một căn hộ, chung cư hay resort, vân vân. Thay vì bạn phải tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ, lên ý tưởng và vẽ, thì đối với AI này, bạn chỉ mất chưa tới một phút là có thể phác họa ra ý tưởng độc đáo và sinh động rồi. Ứng dụng có tên là Dolly 2. Và ngay bây giờ, hãy cùng mình tìm hiểu tính năng AI này nha. Đầu tiên bạn sẽ truy cập vào Google và gõ cho mình đường link như trên nha. Sau đó nhấn Enter. Sẽ truy cập cho bạn một giao diện của ứng dụng Dolly 2 như thế này. Tại đây thì bạn sẽ thấy có một khung nhỏ ở phía trên như thế này. Ở đây sẽ là nơi giúp bạn gõ lên ý tưởng nội dung mà bạn muốn phác họa ra nha. Và đặc biệt là để hình ảnh phác họa đúng chân thật nhất về ý tưởng của bạn, bạn có thể gõ cho mình theo cấu trúc như sau: chất liệu hình ảnh cộng với mô tả ý tưởng, bao gồm vị trí, diện tích và tiện ích. Ở đây thì mình sẽ giải thích thêm về chất lượng và chất liệu hình ảnh. Ví dụ các bạn muốn yêu cầu là hình ảnh phác họa ra mang phong cách quý phái này, hoặc là mang theo phong cách cổ điển, vân vân. Còn về mô tả ý tưởng thì các bạn có thể mô tả về diện tích các bạn muốn phác họa là bao nhiêu. Ví dụ ở đây mình muốn phác họa ra một căn hộ với diện tích là 30 m², hoặc là một căn nhà gần biển. Rồi các bạn sẽ nhấn Tone and Create để tạo. Trước khi mà các bạn nhờ tính năng AI này tạo ra hình ảnh ấy, thì các bạn sẽ đăng nhập cho mình tài khoản nha. Còn nếu bạn nào chưa có tài khoản thì các bạn sẽ đăng ký bằng nút là Create1 nha. Ok, mình sẽ bấm đăng ký này. Nếu trong trường hợp mà mình chưa có cài đặt tài khoản. Ok, ở đây thì mình sẽ gõ tài khoản email của mình vào. Rồi, các bạn sẽ nhấn Next. Rồi, các bạn sẽ cài đặt tên nha. Rồi, nhấn Next. Rồi, tại đây thì các bạn sẽ cài đặt quốc gia và ngày sinh nha. Rồi, sau khi mà các bạn đã cài đặt xong rồi thì các bạn sẽ nhấn Next. Rồi, các bạn sẽ truy cập vào email để lấy mã code xác minh nha. Rồi ở đây thì mình sẽ truy cập vào mã code. Rồi, mã xác minh của mình đây, mình sẽ copy vào. Rồi các bạn sẽ nhấn Next nha. Ok, bạn sẽ nhấn Next. Rồi các bạn sẽ chọn hình để xác minh nha. Sau khi mà các bạn đã đăng ký tài khoản thành công rồi thì nó sẽ truy cập vào giao diện này cho các bạn nha. Ở phía trên này là cái đoạn văn nội dung mà các bạn cần phải điền để phác họa ra hình ảnh nha. Ok, thì mình sẽ dán cái nội dung mà nãy mình mới viết ở bên ngoài vào. Và sau đó các bạn sẽ chọn vào Create nha. Và các bạn sẽ đợi vài giây để cho AI phác họa ra cái hình ảnh mà các bạn yêu cầu nha. Thì ở đây AI sẽ trả ra cho các bạn 4 hình ảnh của một căn hộ mang phong cách là sang trọng và quý phái. Ở đây thì mình có mô tả là một căn hộ mang phong cách trang trọng, quý phái, có diện tích là 30 m² và cái căn hộ này gần biển. Ok, nó đã phác họa cho mình cái căn hộ đúng như yêu cầu của mình. Các bạn lưu ý là về cái miêu tả này thì các bạn sẽ gõ bằng tiếng Anh nha. Để cho AI nó hiểu, để có thể xem rõ hơn từng cái hình ảnh thì các bạn có thể tích chọn vào nha. Thì nó sẽ hiển thị ra cho các bạn hình ảnh kèm theo là cái mục bên phải là cái nội dung mà mình đã miêu tả để cho AI phác họa ra. Và bên dưới này là kích thước của hình ảnh nha, là 1024 x 1024 và cái loại file là JPG nha. Tại hình này các bạn có thể chia sẻ cho mọi người bằng cách các bạn có thể chọn vào nút share này. Và các bạn sẽ copy đường link này nha. Sau đó các bạn sẽ di chuyển tới cái ứng dụng chat tin nhắn với bạn bè hay là ứng dụng nào đó để có thể liên lạc và chia sẻ đường link này tới cho bạn bè nha. Rồi, hoặc các bạn có thể lưu hình ảnh bằng cách các bạn sẽ tích chọn vào cái mục 7.
Thì khi các bạn truy cập vào trang web này thì nó sẽ hiển thị cho các bạn cái mục chứa cái hình ảnh mà các bạn đã lưu. Còn nếu các bạn muốn tải về thì các bạn chỉ cần chọn cho mình cái mục download nha. Download thì một hình ảnh sẽ tải về với thông báo hiển thị ở phía trên này. Các bạn có thể truy cập vào cái thư mục trên máy tính và chọn vào cái mục download. Thường thì ở máy mình khi mà file tải về nó sẽ nằm ở mục download. Còn nếu mà các bạn xem cái đường link thư mục các bạn đã cài đặt là nó tải về thư mục nào thì các bạn có thể truy cập tới thư mục đó nha. Rồi, ở đây thì mình sẽ truy cập mở cái file hình ảnh mà mình đã tải về. Đây là cái hình mà mình đã tải về từ ứng dụng AI Dolin 2. Để có thể chuyển tiếp qua cái hình ảnh thứ hai thì các bạn có thể tích chọn vào cái mũi tên hướng phải này. Đó, các bạn sẽ tích chọn vào thì nó sẽ ra một cái khung cảnh căn hộ khác. Đó, ok. Để thoát ra thì các bạn có thể tích vào dấu X ở phía bên phải này nha. Rồi, ngoài ra thì các bạn có thể thêm cho mình nhiều ý tưởng nội dung mà các bạn muốn phác họa ở trên này nha. Nãy mình miêu tả căn hộ thì giờ mình sẽ miêu tả căn nhà nha. Sau khi đã miêu tả xong rồi thì các bạn sẽ chọn vào Create nha để tạo. Và đợi vài giây để cho AI sẽ phác họa ra hình ảnh theo yêu cầu của bạn nha. Ok, thì các bạn sẽ thấy là hình ảnh mà mình tạo trước đó ấy, thì nó sẽ lưu ở trong cột Resend này nha. Rồi, ok, thì ở đây mình có miêu tả là muốn phác họa ra một căn nhà gần biển, xung quanh thì nhiều hoa, có diện tích là 25 m² và gần biển. Ok, thì ở đây các bạn có thể truy cập vào để xem chi tiết từng hình ảnh của từng ngôi nhà nha. Ok, ngoài ra các bạn có thể tự tạo ra bản thiết kế khác dựa vào hình ảnh mà AI đã tạo cho bạn bằng cách các bạn sẽ chọn vào Customize nha. Sẽ hiển thị ra cho bạn một giao diện giúp cho các bạn có thể tạo ra một cái khung hình đẹp dựa vào hình ảnh mà các bạn đã nhờ AI tạo. Ví dụ như các bạn sẽ nhìn sang cái giao diện bên phải này nha, tạo cho các bạn nhiều khung hình khác nhau dựa vào cái hình ở trên. Các bạn có thể chọn những mẫu hình này để tải về nha. Ví dụ là hình này đi, các bạn sẽ chọn vào hình đó và chọn download để tải về. Rồi tại đây mình sẽ bấm vào download. Đó, thì nó sẽ download hình về thư mục trên máy tính của các bạn. Hoặc các bạn có thể tự yêu cầu để AI có thể thiết kế ra một cái hình ảnh theo ý tưởng của các bạn. Cách các bạn sẽ gõ ở phía trên này nha. Ví dụ ở đây mình sẽ gõ như thế này. Xong mình chọn vào Generate. Rồi các bạn sẽ đợi vài giây nha. Ok, thì nó sẽ thiết kế cho mình ra phong cách như thế này. Đó, dựa theo yêu cầu của mình. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn ứng dụng AI Dolin 2 tạo ra một hình ảnh thiết kế nội thất theo như ý tưởng của bạn. Hy vọng video này sẽ giúp ích cho bạn. Nếu thấy hay, đừng quên đăng ký kênh và like video để nhận thêm nhiều video hay tiếp theo nhé. Xin chào các bạn.